Xin kính chào quý vị khán giả, bây giờ là những tin tức an ninh an toàn của 5 phút hôm nay. Thưa quý vị, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây cho vay lãi nặng với số tiền hơn 4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng. Đường dây do Vũ Đức Trung chú ở tỉnh Nam Định cầm đầu. Công an huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi vừa triệt phá một điểm cá độ bóng đá trên địa bàn vào tối ngày 22 tháng 6. Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều ma túy cùng với súng đạn. Nhóm đối tượng do Phạm Anh Tuấn trú ở quận Đông Đa. Đi... Chùa Thuyền Lâm thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế bất ngờ cháy dữ dội vào đêm qua, không có thiệt hại về người. Công an huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai và đội 1 cục cảnh sát giao thông đang làm việc với 3 người đàn ông có hành vi chặn đầu ô tô tải và hành hung tài xế trên cao tốc nội bài Lào Cai vào sáng ngày 22 tháng 6 vừa qua. Xe nhỏ rơi vào điểm mù xe lớn rồi dẫn đến va chạm và xảy ra tai nạn không phải là hiếm, đã có rất nhiều vụ xe con vì cố vượt hoặc là đi song song với xe tải lớn rồi rơi vào điểm mù khiến tai nạn xảy ra như tình huống ngay sau đây. Chiều tối và đêm nay nguy cơ sạt lở ở khu vực vùng núi của Bắc Bộ và Trung Bộ còn cao do trời mưa nhiều, quý vị cần nâng cao cảnh giác và thông tin chi tiết sẽ kết thúc 5 phút hôm nay, xin kính chào tạm biệt quý vị. Xin kính chào quý vị khán giả, bây giờ là những tin tức an ninh an toàn của 5 phút hôm nay. Thưa quý vị, Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội đã khởi tố vụ án vi phạm an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng tại công trường xây dựng trường mầm non Đông Yên B, xã Đông Yên. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 18 tháng 6 vừa qua làm 10 người bị thương, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng 3 người đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu xác định là do quá trình 10 công nhân cùng di chuyển bằng máy vận thăng nâng hàng từ tầng 3 xuống tầng 1 thì bất ngờ bị đứt dây cáp dẫn đến rơi tự do và xảy ra tai nạn. Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ Nguyễn Anh Tài 17 tuổi để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Công an tỉnh Con Tum đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Lưu Văn Trung, chú ở tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi bán cây giống giả Sâm Ngọc Linh. Trung thường xuyên đăng tải thông tin bán cây giống củ trộm 50 chỉ vàng và tiền công đức tại đền Bắc Lệ tỉnh Lạng Sơn để mua xe máy tặng người yêu, Nguyễn Đa Thuần Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá một ổ nhóm đánh bạc trong rừng với thủ đoạn rất tinh vi. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định vừa giải cứu thành công tài xế xe khách sau khi va chạm với xe tải. Vụ tai nạn xảy ra gần 1 giờ sáng nay tại. Những khúc cua trên đường thường có các biển báo cấm các xe vượt nhau, đó là để đảm bảo sự an toàn cho các lái xe bởi các tài xế sẽ bị hạn chế tầm nhìn nhưng mà nhiều trường hợp đã cố tình vượt và tai nạn đã xảy ra như trong clip ngay sau đây khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rông từ nay đến sáng mai, mưa lớn cục bộ có thể gây ra sạt lở đất ở vùng núi, thông tin chi tiết sẽ kết thúc 5 phút hôm nay xin kính chào tạm biệt quý vị.